Ok, cái đồng hồ cũng đang khởi động lên rồi nha. Đây giao diện ZOS nữa. Ok, đây là cái clip hướng dẫn sử dụng cái đồng hồ rồi nha. Cái đồng hồ này mình thấy nó khá là giống với cái Apple Watch nha. Đó, mình gỡ ra mình đeo vô. Đây, chúng ta sẽ có cái màn hình là HD AMOLED 1.75 inch nha. Phân giải là 390x450 nha. Nó sẽ có tính năng như là, đó, đưa tay lên đây mở sáng màn hình nè. Các bạn muốn tắt màn hình thì các bạn đập tay vậy nè, là nó sẽ tắt màn hình. Màn hình này sẽ vuốt cong như là Apple Watch nha. Đó, vuốt cong 2.5D, độ sáng là 500 nit nha. Đó, khung kim loại rồi dài là 9.4mm nha. Mình đeo thì mình cảm nhận là cái phần bên trên này nè thì nó nhìn đẹp, mà bù lại là có cái cảm biến ở dưới nè, có cảm biến dưới nè, nó che, nó ụ lên cái tay của mình nên đeo nó không có được thoải mái cho lắm, nó cũng không được thoải mái cho lắm. Đồng hồ này sẽ có chấm nước là 5 ATM nha. Các bạn muốn biết thông tin về cái chấm nước 5 ATM này thì các bạn chỉ lên Google các bạn tìm nó ra. Tin nhắn vuốt từ trên xuống sẽ là thăm trung tâm điều khiển. Ở đây chúng ta có đèn pin nè, rồi Bluetooth nè, Wi-Fi nè, rồi khóa màn hình để cho mình khỏi nhấn lộn á, rồi rung để tìm điện thoại nè, mà điện thoại mình chỉ có bật Bluetooth thôi. Còn này là đó, cái này là nó sẽ loại bỏ nước còn dính trong tai nghe. Rồi bên đây sẽ có pin 11% nè. Cái này pin này từ lúc mua tới giờ mình chưa sạc tới mình chưa sạc luôn á. Đó, các bạn có thể nhấn vô để bật kiểm pin. Cái chế độ này chế độ không làm phiền là nó sẽ không có âm thanh thông báo. Ở cái này là chế độ ngủ là nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Còn cái này là chế độ rạp hát vậy nè. Cái này là thứ ngày tháng. Cái này là âm thanh, độ sáng. Đây độ sáng các bạn sẽ vuốt vậy nè, đó. Có thể hoặc các bạn vuốt trên màn hình cũng được. Đó, nói chung là mình để mát đi. Đó, tiếp theo là cài đặt của cái đồng hồ nha. Chúng ta sẽ có như là mặt đồng hồ nè, đó. Hiển thị vòng đeo tay nè. Đó, định dạng thời gian, định dạng ngày nè. Wi-Fi, Bluetooth, hiển thị là cái độ sáng á. Hiển thị chúng ta sẽ có là độ sáng nè, thời lượng màn hình bật luôn hiển thị nè, nên có tay lên để xem thông tin nè, kiểu màn hình nè. Đó, chúng ta sẽ có kiểu chủ đề nè, đó, sống động gì nè, rồi bật màn hình khi có thông báo nè, rồi đánh thức trong khi tập luyện nè. Đó, nói chung là mấy cái tính năng này thì tập luyện kia mình cũng không xài nhiều. Đồng hồ này cho mẹ mình xài thì em đâu có xài mấy cái đó đâu. Rồi cái này là tùy chọn của nhà phát triển nè. Đó, như không làm phiền, chế độ ngủ, chế độ tiết kiệm pin, khóa vòng đeo tay, nhấn giữ nút bên gì nè. Đó, chỉnh quản lý pin gì nữa nè, kiểm tra bản cập nhật, giới thiệu. Đó, rồi tiếp theo là vuốt từ dưới lên là sẽ là thông báo. Hiện tại thì thông báo xóa hết rồi. Đó, vuốt từ trái qua với lại vuốt từ phải qua thì chúng ta sẽ có cái chức năng. Vuốt từ bên trái qua thì không biết cái này là gì luôn, mình không xài. Và mình tiếp theo là sẽ nhấn vào cái nút này nha, là sẽ có điện thoại nè, tìm điện thoại nè. Đó, nếu mà mình kết nối điện thoại mình xài tính năng nó sao nha. Nè, điện thoại là mình gọi người ta nè, nè quay số là cái kiểu này, sau mình nhấn gọi nè. Đó, thì mình kết nối Bluetooth trên điện thoại mình mới gọi được nha. Gần đây nè, nghe gọi nè,
rồi cái này là người liên lạc thường dùng này, đó là mình thích cái nào thì mình lưu cái đó vô đó. Rồi tiếp theo là tới đồng hồ bấm giờ nè, đó. Dạ, tiếp theo là nhịp tim này, nó sẽ đo nè, đó. Mình không biết cái này đo chính xác không nè, nó sẽ chớp chớp cái đèn bên dưới thì nó sẽ đo đó, 91 nhịp trên phút nè. Rồi ghi nhớ âm thanh. Alo alo 1234, chào các bạn nha. Đó, ok, nó sẽ luôn âm thanh như đây. Alo alo 1234, chào các bạn nha. Đó. Rồi tiếp theo là la bàn. Cái này thì mình mới khởi động lên thì mình phải hiệu chuẩn cho nó. Đó, la bàn. Ở đây thì nó hiển thị được cả độ cao nha, 23m. Và tập luyện nè. Nó có 150 chế độ luyện tập nha, 5 độ oxy trong máu nè. Đó, cái này cũng phải đo luôn, mà mình cũng không xài tới. Đo bằng một chạm nè. Ở cái này mình đo tất cả các chỉ số chỉ bằng một lần nhấn nha. Rồi là lên số tập luyện nè, trạng thái tập luyện nè, hoạt động, ngủ, thẻ thành viên, thời tiết, nhạc, báo thức, lực, cài đặt, mặt trời màu trắng. Đó. Máy đo độ cao khí áp nè, lịch sử kỳ kinh nguyệt nè, hơi thở, chụp ảnh từ xa nữa nè. Rồi đếm ngược thời gian nè, dùng chồng một phút đi thì nó sẽ đếm ngược nè. Rồi đồng hồ thế giới thì các bạn muốn nước nào thì các bạn bỏ nó vô danh sách việc cần làm nè. Đó, danh sách việc cần làm nè. Đó. Rồi PAI nữa nè. Đó. The next day. Tiếp theo là tới phần trong app nha. App này có tên là Zep nha. Đó, tên app nè. Trong app thì nó sẽ hiển thị như là tổng khoảng cách nè, là cái bước chân mình đi á, rồi số bước chân nè, tổng calo tiêu hao nè. Đó, đây là về trang chủ là những cái sức khỏe của mình nha. Đó, tiếp theo là tới phần sức khỏe nè. Đó là có cái chế độ luyện tập, mấy phần này mình cũng không quan tâm lắm. Rồi tới phần hồ sơ, phần này là mình sử dụng nhiều hơn. Đây, ở đây thì có Amazfit GTS 4 nè. Đó, pin yếu 9% nè. Mình xài cái pin của đồng hồ là khoảng được 8 ngày nha. Với cái mà mẹ mình xài trung bình ha. Mẹ mình xài ít á. Tại thường thường là mẹ mình chỉ có bữa sáng với bữa chiều xài thôi. Còn bữa trưa thì hên xui. Rồi ở đây pin của 9% nè. Mình từ lúc mua tới giờ mình chưa sạc luôn nha. Tiếp theo là tới phần thông báo theo dõi sức khỏe nè. Đó, cái này mình không xài, ít xài lắm. Thông báo nè. Đó, ở trong đây sẽ có thông báo ứng dụng. Rồi cái app mà mình hiển thị thông báo á. Thông báo đứng dậy nè. Đó, SMS là cái tin nhắn á. Thông báo mục tiêu nè. Tiếp theo là tới phần trung tâm mặt đồng hồ nha. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều mặt đồng hồ luôn. Đó, trong đây thì mình muốn tải thêm mặt đồng hồ thì mình tải vô đây. Còn quản lý mặt đồng hồ là cái đồng hồ trong máy mình muốn thêm bớt cái mặt đồng hồ nào thì mình sẽ ví dụ như đây mình chọn vô, đúng không? Đó, là trên màn hình đồng hồ cũng sẽ hiển thị giống vậy luôn nha. Chúng ta sẽ thấy được cái viền của máy. Ví dụ như mình muốn xóa hình nền đi thì mình sẽ nhấn xóa vô đó. Là cái mình muốn nhấn thích, mình không thích cái nào thì mình nhấn vô đây mình xóa thôi. Đó. Rồi tiếp theo là tới phần App Store. Cái này là nó có các cái app á. Đó, các bạn muốn tải vô app nào thì các bạn tải trong đây thôi nha. Đó, tự nhiên mình tải cái máy tính này đi, cài đặt nè. Đó, nó đã cài đặt rồi. Thì mình sẽ quẹt xuống dưới cuối cùng thì đó, nó sẽ có cái mục là máy tính nè. Đó, mình nhấn vô mình muốn cộng trừ nhân chia gì đó thì tự mình làm nha. Đó, đây của tôi nè. Đó, mấy cái này là mình đã cài đặt á.
Tiếp theo là phần cài đặt đồng hồ. Ở đây thì nó sẽ có phần hiển thị và độ sáng nè. Đó. Rồi bật màn hình khi có thông báo, ok nè. Nâng cổ tay lên để xem thông tin nè. Đó. Rồi tiếp theo là phần chuông và rung. Đó. Tiếp theo là tới phần tập luyện. Đó. 150 chế độ luyện tập. Chế độ không làm phiền. Đó. Cái này là mình muốn nó không làm phiền là nó không có tiếng á. Và tiếp theo chế độ ngủ. Chế độ ngủ này thì nó sẽ rất là tiết kiệm pin nha. Bật thông minh nè. Đó. Tiếp theo là phần khóa khi tháo cổ tay, khóa vòng đeo tay nè. Là mình đang đeo, cứ mình gỡ ra mình bỏ trên bàn là nó sẽ cài mật khẩu gì nè. Đó, cái này mình không xài tới nha. Tiếp theo là nhấn giữ nút bên, là cái nút mình nè. Mình muốn cài cái gì thì mình cài. Ví dụ như là bàn, nhịp tim, còn mình xài nhiều là điện thoại thì mình sẽ để là điện thoại nha. Rồi tiếp theo là sửa các ứng dụng truy cập gì nè. Đó. Là các bạn trong cái này nè, đó. Các bạn muốn thêm bớt cái nào thì các bạn sẽ thêm bớt trong đây nha. Đó. Tiếp theo là sửa trung tâm điều khiển nè. Trung tâm điều khiển là các bạn vuốt xuống kia nè. Đó, là đó là trung tâm điều khiển nha. Rồi, tiếp theo là phần điều khiển mà dùng nói ngoại tuyến nè. Cái này thì mình không xài, mình cũng chưa mò tới. Rồi, cái này là ngôn ngữ hệ thống nè. Đó, làm theo ngôn ngữ điện thoại nha. Hoặc các bạn muốn chỉnh tiếng Thái Lan hay gì thì các bạn chỉnh. Rồi, cập nhật bữa sáng. Đó. Cái này mình không xài luôn. Rồi. Tiếp theo là tới phần huấn luyện viên Z nè. Cái này mình không xài. Rồi, okay, có cái nào mình xài. À, có phần cài đặt nè. Tài khoản và bảo mật gì nè. Đó. Rồi. Nói chung là cái đồng hồ này thì chỉ có vậy thôi nha. Trên app thì cũng khá là dễ sử dụng. Các bạn mòn một xíu là nó ra. Đó. Rồi nói chung là mình thấy cái đồng hồ này nó khá là đẹp. Viền vuốt cong là cái kiểu. Nhưng mà cái viền vuốt cong này thì mình nghĩ các bạn nên lấy một cái miếng các bạn nên dán một cái miếng cường lực hay là miếng chống chạy gì á. Tại cái màn hình này mình nghĩ sẽ xài lâu thì nó sẽ chạy. Tại nó là vuốt cong 2.5D mà. Thì nó cái viền nó mỏng ra thì cái miệng viền nó vuốt ra tới cạnh luôn thì nó sẽ rất dễ bị chày. Rồi. Nói chung là cái đồng hồ này á thì mình thấy điểm trừ duy nhất của nó tới bây giờ mình cảm nhận được á thì là cái nút này nè. Nó không có được chặt. Trên camera chứ không thấy đâu. Nè, cái nút này nó không có được cứng. Đó, nó vẫn có độ lung lay nè. Đó. Không biết trong camera thấy không nữa. Nói chung là ở đây có rất nhiều mặt đồng hồ luôn. Các bạn muốn cái nào thì các bạn chọn. Đó. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Video hôm nay là mình quay về chiếc đồng hồ Tomen Amazfit CTS 4 nha. Đó. Giá là 4.990.000. Rồi, tạm biệt các bạn.